Ba bàn thắng của Lewandowski được thực hiện ngay trong hiệp 1. Phút thứ 7, tiền đạo người Ba Lan chạy chỗ thông minh, đón quả treo bóng của Rafinha và tung cú đánh đầu ngược đẳng cấp. Đến phút 21, vẫn là Rafinha có đường chuyền dọn cỗ để Lewandowski nhân đôi cách biệt cho Barcelona. Màn trình diễn thăng hoa của Lewandowski trong hiệp 1 khép lại khi anh biến đường chuyền tinh tế của Enrique Garcia thành bàn thắng. Đáng chú ý, ba bàn thắng ở trận đấu này giúp Lewandowski độc tôn ở cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới La Liga với 10 bàn thắng, hơn cầu thủ xếp sau là Arjen Robben 4 bàn. Đồng thời, xét năm giải đấu hàng đầu của châu Âu, cầu thủ 36 tuổi cũng là người ghi bàn nhiều nhất. Chưa dừng lại ở đó, Lewandowski còn hợp thành với Rafinha và Yamal để tạo nên bộ ba có hiệu suất ghi bàn khủng nhất châu Âu. Tam tấu này có tổng cộng 23 bàn thắng, hơn bộ ba xếp sau là Harry Kane, Michael Olajuwon, Musiala đến 5 bàn. Ở trận đấu với Alep, Rafinha và Yamal được huấn luyện viên Hansi Flick xếp đá chính. Rafinha có 2 đường kiến tạo còn Yamal cũng thi đấu nổi bật, tạo ra 2 cơ hội ăn bàn 10-10 cho đồng đội. Nếu Rafinha không mắc lỗi việt vị ở đầu trận, Yamal đã có thể có đường kiến tạo ở trận đấu này. Phong độ cao của bộ ba Lewandowski Rafinha giúp Barcelona đang bay cao tại La Liga. Đội bóng xứ Catalan thi đấu 9 trận, thắng đến 8 và đang dẫn đầu giải đấu với 24 điểm. Hiện Barcelona đang hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid 3 điểm và hơn Atletico Madrid đội xếp thứ 3 với khoảng cách 7 điểm. Huấn luyện viên Hansi Flick tỏ ra rất hài lòng với phong độ của các học trò. Ông chia sẻ, Lewandowski là người giỏi nhất trong vòng cấm. Tôi đã biết anh ấy từ Munich, ngoài ra, Rafinha và Yamal cũng xứng đáng được khen ngợi. Sau trận đấu, tôi đã nói với toàn đội rằng điều quan trọng hôm nay là không ai phạm sai lầm. Hãy ghi nhớ trận đấu với Osasuna và lợi thế lớn trong hiệp 1 là điều vô cùng quan trọng. Trong khi đó, Lewandowski cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Barcelona và Alep bày tỏ, tôi nhận những đường chuyền xuất sắc và điều đó giúp tôi ghi bàn dễ dàng hơn. Barcelona đã nhập cuộc tốt ngay từ đầu, với lối chơi tấn công rất hiệu quả. Trước mùa giải, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Barcelona có một tập thể mạnh và đang dần cải thiện, làm được những điều trước đây không dám làm. Tôi hy vọng sau đợt tập trung đội tuyển sẽ không ai gặp chấn thương. Barcelona sẽ mạnh mẽ và chinh phục những trận đấu tiếp theo. Sau trận đấu với Alep, các cầu thủ Barcelona sẽ có 2 tuần tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận FIFA Day. Khi trở lại, các học trò của huấn luyện viên Hansi Flick được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi lần lượt đụng độ Sevilla 21.10, Bayern Munich 24.10 và Real Madrid 27.10. Lewandowski lập hat-trick giúp Barcelona thắng Alep 3-0, củng cố vị trí dẫn đầu La Liga. Tiền đạo người Ba Lan độc chiếm ngôi vị vua phá lưới giải đấu với 10 bàn thắng. Bộ ba Lewandowski Rafinha đang có phong độ cao, ghi tổng cộng 23 bàn thắng, dẫn đầu châu Âu. Barcelona sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi đối đầu với Sevilla, Bayern Munich và Real Madrid.